Phương Súp xin chào tất cả các bác. Bên trung tâm điện tử Anh Phương ngày hôm nay này xin trân trọng giới thiệu các bác một trong những dòng sản phẩm súp nổi tiếng của hãng 3G của công ty B3 với công nghệ của Đức. Thì ngày hôm nay có duy nhất một quả súp 3G dòng súp điện bát 40. Trong bộ cấu hình âm thanh thì các bác thấy rằng là có một số bác đang chơi ở không gian gia đình cũng vừa phải, mà trong khi đó lại thích chơi cái dòng đẩy crowd chẳng hạn, đúng không? Hoặc là anh em chúng ta ở trong những khu vực nhà sang trọng, chung cư, chúng ta muốn hát hò hoặc nghe nhạc sông mềm mại thì chúng ta cần phải bổ sung một quả súp điện. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là với những cái bộ cấu hình sử dụng âm ly cũng chưa thể có súp được. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể đầu tư cho gia đình nhà mình một quả súp của hãng 3G, có duy nhất một quả. Và chắc chắn là Phương Súp ngày hôm nào cũng có súp lên đường. Cho nên là các bác những cái cục súp như thế này anh Phương đưa lên thì các bác nhanh tay gọi điện cho anh Phương với số máy 097 199 855. Và các bác có thể đến trực tiếp ở địa chỉ An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Còn các bác ở xa thì có thể liên lạc qua Facebook, Zalo hoặc số điện thoại trên để anh Phương tư vấn thêm cũng như là gửi tới các bác ship hàng toàn quốc. Bây giờ mời các bác hãy cùng ngắm nhìn tổng thể của quả súp này. Rất tiếc là lô hàng ngày hôm nay không có nhiều, chỉ có duy nhất một quả súp của hãng 3G. Đấy, có một quả duy nhất thôi. Cho nên là rất là tiếc. Có nhiều thì anh Phương sẽ lấy nhiều, nhiều bác sẽ được sử dụng những dòng súp bãi xịn. Đấy. Quả này thì nó có rất ưu điểm. Thứ nhất là về cái thiết kế của nó rất là sang trọng. Các bác thấy rằng là cái mặt lưới của nó được xẻ một rãnh ở giữa, tạo ra cái điểm nhấn cũng như là cái độ mềm mại cho quả súp. Đấy. Những cái đường bo kít này rất là quan trọng, nó tạo ra cái điểm nhấn các bạn. Cái thứ hai là về thùng vách của nó rất là gọn. Anh Phương đo trực tiếp cho các bác xem về cái kích thước của nó. Những quả súp các bác yêu cầu súp hay nhưng mà phải gọn thì đây là kích thước của nó rất là gọn các bác này. Chiều ngang của con này nó chỉ có 50 thôi, cho nên là kê kích trong phòng nào nó cũng hợp lý các bạn. Về chiều sâu của nó thì nó rơi vào khoảng độ 45. Về chiều cao của quả súp này, chiều cao của nó rơi vào khoảng độ 46. Như vậy một quả súp điện kích thước rất gọn và xinh. Và đặc biệt con này nó lại là dòng súp bát 40 của Đức. Đó. Từ của nó từ 220, côn của nó là côn 100. Cho nên là cái lực của nó rất là tốt. Những cái quả súp mà với từ lớn như vậy và côn của nó lớn như vậy thì chúng ta có thể nghe nhạc cũng như hát karaoke rất là tốt. Những cái lô súp B3 hoặc là súp 3G về đến đâu là hết đến đấy luôn các bạn. Con này với mã của nó là GS115BA. Công suất của nó đạt đỉnh là 350W. Có hai nút chức năng, đây là nút cắt cốt. Đấy, nếu như các bác mà muốn nghe nhạc êm và mềm mại, chúng ta có thể để tầm khoảng độ từ 9 giờ cho đến 11 giờ cái nút 2 cắt này. Thế còn khi các bác nghe nhạc nhạc remix, đấy, thì chúng ta đẩy cái này lên tầm từ 11 giờ cho đến 1 giờ thì tiếng súp sẽ căng, khỏe, tròn và đánh xa. Thế còn đây là nút to nhỏ. Đường tín hiệu đầu vào của các bác là đường jack neutric. Đấy, đường ra cai lông. Còn đâu là đường ra của nó, đây là cũng là đường lai. Con này có khả năng đánh được đa cầu điện. Nó có thể vừa đánh được ở cái nguồn 220V hoặc là đánh ở nguồn 110. Hiện tại anh Phương đang gạt nó ở nguồn điện 220. Các bác có thể tùy chỉnh 3G với công nghệ của Đức. Có một quả duy nhất các bạn. Bây giờ mời các bác hãy cùng anh Phương mở cái quả súp này ra ngắm qua một chút. Sau đó chúng ta cùng test cái chất âm của cái quả súp này. Xin mời các bác. Vâng, đây sau khi anh Phương mở cái lưới ra. Cái lưới con này thì nó có một đặc điểm là nó có cái lớp mút này.
cho nên là mặc dù là hàng bãi nhưng mà chúng ta hàng nó như mới luôn các bạn. Đấy, đây này các bạn, cứ bảo tại sao là những cái quả súp này nó hay và ra đến đâu thì này bị chộp vẫn đến đấy. Mua được quả súp này thì các bác phải nói rằng mua được một quả súp rất là chất. Đây là các bác nhìn nó mới như thế này cơ mà. Bát của nó trông cái màng của nó là sử dụng màng giấy này, trông nó rất là khôn. Và đây chúng ta thấy là cái keo của nó còn ướt ướt nước này không. Đấy, trông cái chất bát, các bác nhìn cái chất bát của B3, B3G nó rất là đẳng cấp đúng không? Nó tạo cái gân sóng này. Gân sóng này chính là cái ma sát để tạo ra cái lực đánh ở trước mặt. Còn về phía đằng sau các bác quan sát, ui giời ơi, con này này hồng rực luôn, keo chỉ còn hồng rực luôn, nhìn nó phê phê kiểu gì ấy, chất lừ luôn, hàng chuẩn chỉ. Các bác nhớ cho em là cái keo của B3 nhé, cái keo của B3 kể cả cái keo cổ này, cái keo cổ này nó đổ không gọn đâu ạ. Nếu như bác nào mà chơi B3, các bác biết là kể cả loa B3X12i, 15i đều cái keo nó kiểu keo đặc điểm như này. Và kể cả cái keo ở trên cái từ này các bác thấy rằng nó đổ như thế này. Đấy, chứ nhiều bác là chưa xem B3 cho nên là khi mà nhìn thấy cái keo trắng trắng của B3 này, cái là các bác giật mình, sao cái keo nó đổ to như thế này mà nó lại đổ không gọn thế này. Thế mới này cái keo nó lại còn dính cả ra ngoài như này. 10 con thì cả 10 con nó đều có keo như này. Đấy, cho nên là các bác nào mà chơi các bác cũng tìm hiểu một chút. Rất là vất vả khi mà gặp những bác khách hàng mà chưa tìm hiểu nhiều về những dòng loa bãi. Đâm ra là có khi là nhìn thấy những cái quả B3 mà nó chất như thế này, nó nguyên bản như này, nhưng mà các bác này nghĩ rằng là cái loa nó bị can thiệp. Nhưng mà các bác để ý là những cái dòng loa của B3 này rất hiếm khi nào nó bị lỗi. Đấy, những cái quả mà nó còn mới như thế này em mới dám nói điều đấy để các bác có đủ độ tự tin. Chứ còn ví dụ như mà bây giờ một cái quả bát mà nó cũ cũ rồi mà nói đến cái keo mà nó lại có thêm, nó thừa thừa ra như thế này thì có khi các bác không tin. Nhưng mà đây các bác nhìn cái quả bát nhé, nó còn mới như thế này. Đấy, còn hồng rực như thế này. Tức là cái tỷ lệ sử dụng của quả bát này rất là ít. Đây là các bác nhìn cái bát của nó này, nếu mà lau đi này, nó chất khôn cực kỳ luôn. 3G audio này. Đấy, lau cái bụi đi cái này, nó trông nó mới đét đẹp luôn, như kiểu chúng ta vừa mới lại bóc thùng xốp ra luôn ấy. Thế cho nên là những cái quả súp mà anh Phương nhập về bán cho các bác rất là nhanh. Bên trong đây các bác này, cái vỉ công suất của nó, đấy, nó còn mới lắm các bác, xanh lét nẹt. Con này chạy tất cả là 8 sò. Đấy, chạy 8 sò. Hệ thống dây rác của nó trông nó thiết kế nó rất là khôn. Những hàng xịn của B3, B3G nó chính hãng như thế này, các bác thấy rằng nó rất là chuẩn. Bông tiêu âm của B3, 3G là bông màu đen. Đấy, cái quả súp này rất là mới. Mua được quả súp như thế này các bác yên tâm tuyệt đối luôn các bạn. Giá thành của quả súp này hiện tại anh Phương chỉ bán cho các bác 8 triệu bao ship cho các bác toàn quốc. Có một quả duy nhất, bác nào có nhu cầu sử dụng và đang tìm cái dòng súp đẹp, chất lượng âm thanh cao cấp. Nếu mà nói 3G với B3 thì nó chỉ đứng sau mỗi súp Mỹ thôi, còn những cái dòng súp khác thì chắc chắn không bao giờ theo được cái dòng súp này. Với cái thứ hai là nó còn mới như thế này. Cái thứ ba là nó còn gọn, nó gọn, nó xinh như thế này. Các bác chơi âm ly và chơi cục đẩy crowd hay là cục đẩy hai kênh mà chơi thêm con này vào bộ cấu hình, các bác nó nâng giá trị lên đến 20-30% luôn các bạn. Bởi vì nó đánh ở cái giải sâu mà các dòng loa bình thường nó không đánh được xuống đến tầm đấy. Số máy của anh Phương là 0971998555. Xin mời các bác hãy liên lạc với anh Phương để chúng ta sở hữu ngay những quả súp xịn này. Xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Vâng, mời các bác hãy lắng lại nghe một chút với quả súp này. Con này đánh tiếng đẳng cấp luôn. Vào luôn. Kinh khủng. Con này đánh qua cửa hầm này, cửa mặt này. Đánh qua nó cộng hưởng cái cửa hầm này rất hay. Tiếng mềm nhũn luôn. Quá hay. Những bác nào mà chưa được chơi những cái quả súp cao cấp như thế này, đấy, là các bác
còn thiếu rất nhiều đấy ạ. Bánh hay luôn đấy. Như kiểu thịt gà mà thiếu lá chanh ấy các bạn. Thiếu gia vị, thiếu những cái ngọt ngào và thiếu cái đặc trưng của các cái gia vị đó. Và đồng thời chơi âm nhạc mà chúng ta còn bỏ quên súp, tức là chúng ta đang thiếu một phần cái hệ thống cấu hình âm thanh hoàn chỉnh. Các bác nhìn cái màng bát nó dao động này rất đều và rất là mềm mại. Tiếng rất mềm và không bị sốc. Đấy, cái độ dao động nó các bác này. Cái tiếng gầm gừ của nó rất xuất sắc. Nhìn theo cái chiều này các bác nhìn cái màng nó gầm gừ rất hay. Phần nào đó thôi, chứ còn nếu mà nghe trực tiếp này chúng ta mới cảm nhận được hết cái độ phê của cái tiếng súp của hãng 3G. Con này có khả năng cắt cốt rất sâu. Ở đây là anh Phương đang đánh ở cái mức tầm khoảng độ 11 giờ. Đánh phóng xa chúng ta có thể chỉnh lên đến tầm 1 đến 2 giờ. Thế còn đánh tiếng mềm. Đấy. Đánh tiếng mềm và êm chúng ta có thể chỉnh được tầm 9 giờ đến 10 giờ. Đánh tầm này rất là hay. Nó vừa có lực vừa có độ tức. Đấy. Vâng, như vậy các bác cũng đã từng chứng kiến và cùng giao lưu với anh Phương về một trong những quả súp điện được đánh giá rất là cao ở trong hệ thống những sản phẩm âm thanh. Giá có 8 triệu thì các bác thấy rằng nó rất là hợp lý. Chỉ có một quả duy nhất, cho nên là bác nào nhanh tay thì các bác đó sẽ là chủ nhân của quả súp đẹp từ trong ra ngoài và từ ngoài về trong. Bao hay, bao zin, bao xịn cho các bác. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.